Thanh niên Trung Quốc chứng kiến máy bay hạ cánh tại sân bay Vinh, bèn chụp lại chia sẻ lên mạng trong sự hoang mang ngỡ ngàng, khen dịch vụ Việt Nam chu đáo vào tận làng để trả khách. Mới đây trên mạng xã hội xứ Trung chia sẻ một bức ảnh với tốc độ chóng mặt. Cụ thể, bạn đang chụp lại khung cảnh một chuyến bay của Việt Nam đang hạ cánh tại sân bay Vinh. Nhìn vào ảnh đây thì anh em thấy nó quá là bình thường đúng không? Một khung cảnh rất là nên thơ này, trữ tình đậm chất thôn quê Việt Nam này. Ấy thế nhưng cũng chính vì sân bay trông quá thiên nhiên, không cầu kỳ xa hoa như trong tưởng tượng, nên chủ nhân bức ảnh đã rất ngạc nhiên và up lên với dòng status tạm dịch như sau: Việt Nam quá phát triển, máy bay của họ chở khách về tận làng. Trông thấy phản ứng kinh ngạc này thì anh em đất Việt được fan cười bể cả bụng vì trí tưởng tượng rất phong phú của thanh niên xứ Trung. Nói đến đây thì cũng xin mạnh dạn giới thiệu luôn với các bạn quốc tế rằng Việt Nam chúng tôi không chỉ có những chuyến bay trả khách tận nơi như limousine mà còn có cả những chuyến bay trong nhà, trong quán karaoke, trong những nơi ánh đèn xanh đỏ nữa cơ. Các anh đây mới thấy một phần mà đã ngỡ ngàng thế này thì khi đến tham quan Việt Nam thì bất ngờ 6 ngày 6 đêm chắc cũng không hết luôn đấy.